Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 6 sản phẩm nên dùng sau khi nặn mụn. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là sữa rửa mặt Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu Gardermer Laboratories, có nguồn gốc từ Canada. Với các mặt hàng mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu châu Âu và trải qua quá trình kiểm nghiệm kỹ lưỡng, sữa rửa mặt Cetaphil Gentle Skin Cleanser đảm bảo độ an toàn và dịu nhẹ nhất cho làn da của người tiêu dùng. Sản phẩm cung cấp độ ẩm, hỗ trợ điều trị mụn và không gây cảm giác khô ráp sau khi sử dụng. Thành phần: Ketyl Anchorhan và Styrene Anchorhan có chứa các axit béo, có thể làm mềm da, cải thiện độ đàn hồi. Sodium Lauryl Sulfate loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn, lớp trang điểm, ngăn bít tắc lỗ chân lông hiệu quả. Water đóng vai trò làm chất tẩy trang nhẹ nhàng, nước thường ở dạng tinh khiết, không có khoáng chất. Propylene Glycol giúp tăng độ ẩm trong tế bào da, giảm tình trạng da khô căng, bong chóc. Công dụng: kiểm soát dầu thừa, bã nhờn tiết ra mỗi ngày, ngăn mụn hình thành. Làm sạch da từ sâu bên trong, khắc phục vấn đề da mất nước. Cải thiện làn da trông tươi tắn, trắng hồng rạng rỡ. Thúc đẩy tái tạo tế bào, bảo vệ da khỏi tác nhân có hại từ môi trường. Giảm sự căng kéo trên bề mặt da, giúp các dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn. Giá tham khảo 186.000 đồng trên 125ml. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là sữa rửa mặt Simple Refreshing Facial Wash. Sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm bởi khả năng phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là dành cho làn da nhạy cảm. Thương hiệu Simple của Anh Quốc đã cho ra mắt sữa rửa mặt Simple Refreshing Facial Wash không chứa hương liệu, chất tạo màu, an toàn cho da. Simple được đánh giá là sự lựa chọn hoàn hảo bởi công dụng cân bằng độ pH tuyệt vời. Thành phần: Panthenol có khả năng cấp nước, duy trì độ ẩm cần thiết, phục hồi nhanh những vùng bị tổn thương do nhiều lý do khác nhau. Sodium benzoate chống viêm, giảm kích ứng, trẻ hóa làn da, xóa mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt. Sodium hydroxide có công dụng điều chỉnh, cân bằng độ pH trên da. Tocopherin acetate làm da thêm sáng mịn, giữ ẩm tốt. Công dụng: cung cấp nhiều loại vitamin, dưỡng chất có lợi cho da. Mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa da. Kháng viêm, chống sưng do mụn, xóa thâm nám. Loại bỏ mọi bụi bẩn, tạp chất trên bề mặt da, tẩy đi lớp tế bào chết. Giữ ẩm cho da khô luôn mềm mịn, làm thông thoáng lỗ chân lông. Giá tham khảo 200.000 đồng trên 150ml. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là sữa rửa mặt La Roche Posay Effaclar Purifying Foaming Gel. Sản phẩm đến từ Pháp được đánh giá là giải pháp hoàn hảo dành cho da dầu, được đông đảo người tiêu dùng trên toàn thế giới ưa thích. Trải qua kiểm định nghiêm ngặt từ các bác sĩ da liễu có chuyên môn, sản phẩm đáp ứng được tốt nhất nhu cầu điều trị cho da nhạy cảm, da mụn, da kích ứng. Sữa rửa mặt La Roche Posay Effaclar Purifying Foaming Gel sẽ đồng hành với khách hàng trong việc có được một làn da sáng mịn, tươi trẻ hơn từng ngày. Thành phần: nước khoáng La Roche Posay có khả năng làm dịu da, giảm tình trạng kích ứng với làn da nhạy cảm. Kẽm CPA làm sạch sâu cho da, loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa lượng dầu thừa trên mặt, sát khuẩn tốt khi có mụn. Citric acid hỗ trợ điều trị vấn đề về mụn nhẹ, cải thiện sắc tố da không còn tàn nhang, nám. PEG-7 Glycerin Cocoa S cung cấp độ ẩm, giúp các chất thẩm thấu nhanh, nhũ hóa cho da. Công dụng: nhẹ nhàng làm sạch dầu nhờn, bụi bẩn, tạp chất trên da. Giúp làm sạch da từ bên trong lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng. Giữ độ cân bằng cho da, tránh trường hợp da bị khô rít, căng da sau khi sử dụng. Giảm hình thành mụn đầu đen, sợi bã nhờn, giảm mùi hiệu quả. Đem lại làn da căng bóng, ít dầu thừa, nuôi dưỡng cho da thêm chắc khỏe. Giá tham khảo 300.000 đồng trên 200ml. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là sữa rửa mặt CoSRX Low pH Good Morning Gel. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu CoSRX của Pháp được ra mắt từ lâu, chuyên nghiên cứu về các vấn đề mà người tiêu dùng đang gặp phải. Với bảng thành phần dịu nhẹ, không hóa chất gây hại cho da, sữa rửa mặt CoSRX Low pH Good Morning Gel giúp cải thiện làn da một cách rõ rệt, khả năng kiềm dầu và cung cấp độ ẩm vượt trội cho làn da thêm trẻ trung, đầy sức sống. Thành phần: Allantoin giúp làm dịu da, các vết đỏ, giảm kích ứng, làm mềm da. Co-cam IDPR OPL Best End giúp điều tiết dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông, đem lại làn da sạch sâu. Best End Sun Isolate là chất tẩy rửa tự nhiên không gây hại đến da, trị mụn và sát khuẩn tốt. Tinh dầu lá tràm trà khử trùng, giảm tình trạng viêm nhiễm, làm dịu da đáng kể. Saccharomyces fermentis có khả năng dưỡng ẩm và làm sáng da. Công dụng: cân bằng độ pH để da luôn trong trạng thái căng mướt, mịn màng. Làm sạch da tốt, cung cấp độ ẩm sau khi sử dụng. Lấy đi dầu thừa, bụi bẩn trên da một cách dễ dàng. Tẩy đi tế bào sừng, thúc đẩy tái tạo tế bào cấu trúc da mới khỏe mạnh hơn. Làm sạch lỗ chân lông, giảm mùi hiệu quả. Giá tham khảo 190.000 đồng trên 150ml. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là sữa rửa mặt SVR Sebia Clear Gel Moussan. Sản phẩm thuộc thương hiệu SVR của Pháp và hiện đã có mặt trên 45 quốc gia. Các sản phẩm của SVR luôn được kiểm định, sáng chế bằng công thức có hoạt chất giúp làm sạch da hiệu quả, mang đến hiệu rõ tối ưu nhất. Sữa rửa mặt SVR Sebia Clear Gel Moussan có khả năng đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, giảm dầu thừa, xe khít lỗ chân lông cùng nhiều công dụng tuyệt vời khác. Thành phần:
Aqua là thành phần cung cấp nước, duy trì làn da luôn sáng hồng, khỏe mạnh từ sâu bên trong. Pro Vitamin B xe khít lỗ chân lông, giảm mụn tái phát và kiềm dầu tốt. Có cam Iropyrrolobenzene có tác dụng như chất xà phòng làm sạch da, không gây khô rát, bào mòn. Pantolactone giúp các hợp chất thẩm thấu vào làn da tốt hơn. Vitamin E ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, dưỡng ẩm và làm da thêm mềm mịn. Công dụng: thu nhỏ lỗ chân lông, giúp hấp thụ các dưỡng chất nhanh hơn, làm da thông thoáng. Làm suy gồi mụn, ngăn mụn mới, kiềm dầu tốt. Hỗ trợ trị mụn tận gốc, kháng viêm, tạo lớp màng tự nhiên bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại, làm dịu vùng da tổn thương. Làm sạch từng lỗ chân lông, trả lại làn da mịn màng, trắng sáng. Giá tham khảo 119.000 đồng trên 200ml và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là sữa rửa mặt Innisfree Green Tea Cleansing Foam. Sữa rửa mặt Innisfree Green Tea Cleansing Foam sẽ làm hài lòng với người có làn da dầu và có mụn. Với ưu điểm là làn da được làm sạch sâu theo cách dịu nhẹ, tinh chất trà xanh giúp diệt khuẩn, chống oxy hóa và kiềm dầu tốt. Sản phẩm đến từ Hàn Quốc thuộc thương hiệu Innisfree sở hữu nhiều công dụng, giúp da thêm mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Thành phần: EDTA duy trì độ ổn định của sữa rửa mặt, ngăn sự phá vỡ các tế bào. Sodium laurate H sulfate giúp nhũ hóa, làm sạch làn da và cấp ẩm. PEG60 Hydrogenated Castor Oil giữ bề mặt da luôn thông thoáng, tăng độ đàn hồi. Licarin có khả năng duy trì độ ẩm dài lâu, giữ da luôn mềm mịn. ETEARETH 20 Metacrylate Copolymer kiểm soát lượng dầu trên da, giữ bề mặt da luôn sạch sẽ. Công dụng: hút sạch bã nhờn, ngăn mụn hình thành hiệu quả. Làm chậm quá trình lão hóa, giảm các nếp nhăn, da thâm sạm, sần sùi. Cân bằng độ ẩm, kiềm dầu vượt trội. Kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn viêm nhiễm, kích ứng, mẩn đỏ. Chống lại các tác nhân gây hại như bụi bẩn, bã nhờn, tia cực tím. Giá tham khảo 129.000 đồng trên 150ml. Và vừa rồi là top 6 sản phẩm nên dùng sau khi nạn mụn loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một sản phẩm sau khi nạn mụn phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.